Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slime trà xanh ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Chúng ta sẽ cần hồ, nước sạch, màu xanh lá đậm và nhạt, dung dịch rửa miệng, sữa dưỡng thể, đồ đựng và đồ khuấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Giờ mình sẽ đổ hồ vô ha. Mình sẽ thử nghiệm với một ít trước. Mình sẽ không làm hết một chai. Vì chai này khá nhiều. Mình sẽ làm 1 phần 3 chai đi ha. Thì một ít nữa. Rồi. Mình sẽ làm 1 phần 3 chai hồ hết các bạn. Mình làm trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để nước sạch vô. Chúng ta sẽ đông bằng hai cái nắp này nha. Hai nắp nha các bạn. Ui, một nắp. Rồi hai nắp. Hai nắp nha. Giờ chúng ta sẽ để sữa dưỡng thể vào. Trước tiên chúng ta trộn đều trước đây. Trộn đều trước ha. Bây giờ chúng ta sẽ để sữa dưỡng thể vào nha. Rồi chúng ta sẽ sữa dưỡng thể này là loãng loãng nên chúng ta sẽ cho một ít. Khoảng chừng gần nửa muỗng là được rồi ha các bạn. Mình thấy nó không sạch lắm nên mình sẽ cho thêm một ít hồ nữa, thêm một chút hồ nữa hay các bạn. Rồi đó chính là đề phòng bất trắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho màu vào ha. Mình sẽ cho màu đậm trước. Chúng ta sẽ cho như đây màu đậm ha. Để nó vào. Các bạn nhớ để nắp màu lại nếu không nó khô. Xong rồi bây giờ tới lượt màu nhạt. Chúng ta sẽ cho nhiều hơn màu đậm một tí. Để cho nó có cái độ của trà xanh. Rồi đây nhiều hơn. Khi làm các bạn nhớ chuẩn bị một miếng giấy để chùi nha. Để chùi. Rồi chúng ta sẽ trộn màu đều lên ha. Nó hơi bị lan ra ngoài này rồi. Chúng ta sẽ trộn cho nó đều đến khi nào màu của tất cả được sạch hết nha các bạn. Rồi mình đã trộn đều màu rồi nè các bạn. Nó cũng sạch sạch như thế này rất là êm luôn. Bây giờ mình sẽ kiếm đồ để mình lót để cho nó nghiêng về một góc như vậy nha các bạn. Rồi mình đã lấy đồ để nghiêng nó về một góc như thế này. Để cho không cho chạy nó chạy láng ra ngoài nữa đó. Như thế này là có một cái hỗn hợp rất là sệt mịn rồi. Giờ chúng ta sẽ cho dung dịch rửa miệng vào. Đây, mình đã mở nắp sẵn. Chúng ta sẽ cho 3 giọt đầu tiên vô ha. Rồi chúng ta sẽ trộn đều nó lên.
Từ từ chúng ta sẽ cho lần lần vào là 2 giọt nha các bạn. 2 giọt nhé. Các bạn không nên làm cái hũ bự quá nha, làm cái hũ bự quá nó sẽ khó làm hơn một tí. Thì nó đã sạch sạch được một chút rồi nè. Ôi, bị nhiễu ra ngoài rồi. Thì mình sẽ lau nó cái như các bạn. Rồi mình sẽ lót miếng giấy như thế này luôn. Tiếp nhỏ vào 2 giọt nữa. Bạn cứ khuấy cho đến khi nào mà nó đặt lại nha các bạn. Hỗn hợp của chúng ta sắp được rồi nè. Hay là xịt lam mới đúng chứ. Lộn. Mình làm nó bị đổ ra ngoài rất là nhiều luôn. Hơi bị dơ bàn với hơi bị uổng. Nó hơi bị dính cái hộp một chút ha. Sản phẩm của chúng ta sắp chơi được rồi đấy các bạn. Các bạn chỉ còn chọn thêm một ít nữa. Thì mình sẽ chọn bằng tay luôn. Nó sẽ bị dính cái hộp một chút. Nó hơi bị dính hộp nhưng mà nó sẽ không dính tay của chúng ta. Thì sao ngộ vậy ta? Dính hộp nhưng mà lại không dính tay. Cô lấy ra không được luôn rồi này các bạn ơi. Giờ mình sẽ để ra bàn thử ha. Nào nó không dính bàn các bạn à. Giờ mình sẽ lấy ra hết nha. Rồi mình đã lấy ra hết rồi. Bây giờ chúng ta đã được một cục lam trà xanh rất là đã luôn. Cảm giác nó giống như là có nước vậy đó các bạn. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem nha. Chơi rất là êm đó các bạn ơi. Rồi thì rất là mát tay và rất là thích luôn. Còn có đồ rất là dẻo nữa. Bye bye và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký nha.